Đừng vội đăng ký đi E73 Hàn Quốc khi bạn chưa nắm rõ những điều này. 1. E73 tuyển nhân sự sang làm cho các tập đoàn đóng tàu của Hàn Quốc. Ngành công nghiệp nặng nên ai muốn việc nhẹ lương cao thì tuyệt đối không có đâu nha. 2. Mức lương cơ bản sẽ là lương theo bộ 9.620 won trên 1 giờ. Trung bình mỗi tháng về tay 48 đến 55 triệu đã tính tăng ca. Ai may mắn vào công ty tăng ca nhiều có thể được 60 đến 70 triệu. Chứ ở đâu tư vấn đều đều tháng 80 đến 100 triệu thì chỉ có thể là ngày đi làm đêm đi ăn cướp thôi ha ha ha. 3. E73 không tuyển lao động phổ thông, chỉ tuyển người có tay nghề cao hoặc bằng cấp phù hợp liên quan đến các ngành sơn, điện, hàn xì, điều kiện khá khắt khe nên anh em cần tìm hiểu kỹ tránh tốn kém thời gian và tiền bạc. Riêng hàn xì bạn phải đậu kỳ thi hiệp hội rồi mới tính đến chuyện đi nên anh em nào thợ hàn tàu thủy chính thống thì cứ mạnh dạn đăng ký nha. 4. Thời gian xuất cảnh nhanh chậm tùy vào đơn hàng bạn tham gia, hiện tại đơn sơn nhanh nhất khoảng 4 đến 5 tháng. Điện chậm hơn khoảng 8 đến 10 tháng, hàn xì 2 đến 3 tháng sau khi đậu hiệp hội. Cuối cùng E7 không phải là diện dễ đi. Cho dù bạn đáp ứng đủ điều kiện cần để tham gia nhưng nếu đơn vị không đủ năng lực thì vẫn phải chờ năm này qua năm khác. Chọn đúng đơn vị để gửi gắm niềm tin là đã thắng 80% rồi. Chúc anh em tỉnh táo và may mắn nha. Em Hằng chuyên visa E7 xin chào và hẹn gặp lại.